Nhiều người cho rằng bộ não con người được cấu trúc để giải quyết các vấn đề thực tế, ảnh hưởng đến sự tồn tại và sinh sản, chứ không phải để làm sáng tỏ những bí ẩn của vũ trụ. Khoa học đã đạt được những tiến bộ to lớn trong thế kỷ qua, nhưng sự hiểu biết của loài người về tự nhiên vẫn vô cùng hạn chế. Các nhà khoa học chưa thể kết hợp được thuyết tương đối rộng với vật lý lượng tử, thậm chí không xác định được vật chất tối và năng lượng tối, thành phần chủ chốt tạo nên vũ trụ là gì. Thuyết vạn vật Theory of Everything vẫn còn là thứ quá xa vời với các nhà khoa học. Và còn rất nhiều câu hỏi hóc búa khác, bao gồm việc ý thức này sinh từ vật chất đơn thuần như thế nào. Nhiều người cho rằng bộ não con người là sản phẩm của sự tiến hóa theo thời gian. Nhiều triết gia bi quan cho rằng có những điều chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được. Khoa học của con người ngày nào đó sẽ đạt đến giới hạn cuối cùng, và có thể chúng ta đã đạt đến giới hạn đó rồi. Tuy nhiên, liệu đây có phải là quan niệm đúng? Có rất nhiều điều chúng ta không thể làm được với bộ não trần trụi của mình. Nhưng con người là loài chế tạo công cụ, bao gồm một loạt các công cụ nhận thức. Nhờ đó, con người có thể mở rộng được sự hiểu biết của mình. Ví dụ, các cơ quan cảm giác của chúng ta không thể phát hiện tia UV, sóng siêu âm, tia X hoặc sóng hấp dẫn. Nhưng nếu được trang bị một số công nghệ tương thích, bạn có thể nhận ra tất cả những thứ đó. Để khắc phục hạn chế về nhận thức, các nhà khoa học đã phát triển bộ công cụ và kỹ thuật như kính hiển vi, phim X quang, máy đếm Geiger, máy dò vệ tinh vô tuyến v.v. Tất cả các thiết bị này mở rộng tầm hiểu biết của chúng ta bằng cách chuyển đổi những quy tắc vật lý thành một số định dạng mà cơ quan cảm giác con người có thể nhận biết được. Thực tế, có phải chúng ta đã cảm nhận được tia UV? Theo cách nào đó, có thể nói là như vậy. Bằng cách tương tự, chúng ta sử dụng các vật thể vật lý như giấy và bút chì để tăng dung lượng bộ nhớ cho bộ não trần trụi. Tâm trí chúng ta hoàn toàn vượt ra khỏi da và hộp sọ. Nó xuất hiện dưới dạng máy tính xách tay, màn hình máy tính, bản đồ hoặc những tập tin lưu trữ v.v. Toán học là một cách tuyệt vời khác để mở rộng nhận thức. Nó cho phép con người thể hiện các khái niệm mà chúng ta không thể nghĩ ra bằng bộ não trần. Chẳng hạn, không nhà khoa học nào có thể vẽ ra được biểu đồ đại diện cho tất cả các quá trình đan xen phức tạp của hệ thống khí hậu. Đó là lý do con người đã xây dựng các mô hình toán học và máy tính để thực hiện công việc nặng nhọc thay cho chúng ta. Quan trọng nhất, chúng ta có thể mở rộng nhận thức và truyền đạt cho những đồng loại. Điều làm cho loài người trở nên độc đáo là chúng ta có văn hóa, đặc biệt là kiến thức văn hóa tích lũy theo thời gian. Một quần thể bộ não của con người thông minh hơn nhiều so với bất kỳ bộ não riêng lẻ nào. Không nhà khoa học nào có thể tự làm sáng tỏ những bí ẩn của vũ trụ, nhưng tập thể sẽ làm được. Như Isaac Newton đã viết, ông ấy có thể nhìn xa hơn khi đứng trên vai người khổng lồ. Bằng cách hợp tác với các đồng nghiệp, các nhà khoa học có thể mở rộng tầm hiểu biết nhanh hơn bất kỳ hoạt động cá nhân riêng lẻ. Ngày nay, ngày càng ít người hiểu những gì đang diễn ra ở đỉnh cao của vật lý lý thuyết, ngay cả các nhà vật lý. Sự thống nhất cơ học lượng tử và lý thuyết tương đối chắc chắn gây nhiều khó khăn nếu không các nhà khoa học đã hoàn thành nó từ lâu. Điều tương tự cũng đúng đối với sự hiểu biết con người về cách bộ não phát triển ý thức, ý nghĩa và ý hướng, intentionality, một trong những khái niệm quan trọng bậc nhất của hiện tượng học, nhánh triết học nghiên cứu cấu trúc của sự cảm quan và ý thức. Nhưng có lý do chính đáng nào để cho rằng những vấn đề này sẽ mãi mãi nằm ngoài tầm với của chúng ta? Nhà nghiên cứu Martin Baudry đặt ra một giả thuyết thú vị. Có một nhà nhân chủng học ngoài hành tinh đến thăm trái đất khoảng 40.000 năm trước để chuẩn bị báo cáo khoa học về tiềm năng nhận thức của con người. Liệu loài vận người có hiểu được cấu trúc của hệ mặt trời, độ cong của không thời gian hay thậm chí là nguồn gốc tiến hóa của chính nhân loại? Khi ấy, khi tổ tiên chúng ta sống trong từng nhóm nhỏ bằng phương pháp săn bắt hái lượm, dù sở hữu kiến thức khá sâu rộng về động thực vật ở môi trường xung quanh cũng như kiến thức để tồn tại, tổ tiên chúng ta không có khái niệm gì về khoa học. Họ không có chữ viết, không biết toán học, không sở hữu thiết bị nhân tạo để mở rộng nâng tầm cơ quan cảm giác như các thiết bị nhận biết tia UV, cảm biến nhiệt. Kết quả là nhà nhân chủng học ngoài hành tinh đánh giá, loài người không biết gì về nguyên nhân thực sự của thảm họa thiên nhiên, bệnh tật hay sự thay đổi các mùa hoặc bất kỳ hiện tượng tự nhiên nào khác, khả năng nhận thức của loài này rất thấp. Nhưng đánh giá đó hoàn toàn sai lầm. Về mặt sinh học, loài người không khác mấy so với 40.000 năm trước, nhưng giờ ta đã biết về vi khuẩn và virus, DNA và các phân tử, siêu tân tinh và lỗ đen. Chúng ta cũng biết về độ cong không thời gian, thuyết tương đối rộng Einstein. Chúng ta đã có thể nhìn đến các vật thể cách xa hàng triệu năm ánh sáng, cả những vật thể cực kỳ nhỏ bé như vi khuẩn, virus
hạt hạ nguyên tử. Câu chuyện giả sử ở trên là động lực cho sự phát triển của nhân loại. Ai biết được những thiết bị nào sắp tới có thể khắc phục những hạn chế sinh học của chúng ta? Ai dám khẳng định một bài toán sẽ mãi mãi không bao giờ tìm được lời giải? Những tiến bộ về công nghệ cho phép chúng ta nhìn sâu hơn vào vũ trụ. Đồng thời, nó cũng cho thấy nhiều điểm bất hợp lý trong các tiên đoán cũ. Để chúng ta hiểu hết tất cả những bí ẩn của vũ trụ thì quả là một giấc mơ khoa học tối thượng. Và tham vọng này theo nghĩa đen là bất khả thi, ngay cả với thiết bị cực kỳ hiện đại và phương pháp quan sát lý tưởng nhất. Chúng ta luôn biết rằng vũ trụ rộng lớn vô cùng, phần có thể quan sát được với loài người cả ở hiện tại và tương lai xa xôi vẫn chỉ là phần hữu hạn bé nhỏ mà thôi. Vũ trụ chúng ta đang sống ngày nay có nguồn gốc từ một trạng thái vật chất nóng, đậm đặc, sau đó mở rộng và nguội lạnh. Kể từ sau vụ nổ Big Bang khoảng 13,8 tỷ năm trước, vũ trụ không ngừng mở rộng. Dù ánh sáng có thể di chuyển trong không gian ở tốc độ cực nhanh, chúng vẫn chưa thể chạm tới rìa vũ trụ, vốn ngày càng mở rộng ra nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Vì vậy, có một giới hạn mà xa hơn điểm đó, con người không thể thấy gì cả. Nhiều khám phá trong suốt chiều dài lịch sử giúp loài người hiểu biết chính xác hơn về vũ trụ. Dù không thể biết mọi thứ, những kiến thức tìm được cho phép con người đưa ra kết luận vũ trụ được tạo thành từ vật chất, năng lượng và bức xạ. Chúng ta biết có khoảng 400 tỷ ngôi sao trong dải ngân hà, khoảng 2.000 tỷ thiên hà có mặt trong vũ trụ khả kiến. Chúng ta biết làm thế nào các đám mây, khí tụ lại và tập hợp thành những nhóm thiên hà, các cụ, tinh vân, các hành tinh, cấu trúc thiên hà và các khoảng không vô hạn giữa chúng. Con người cũng biết được quy mô khoảng cách vũ trụ của các cấu trúc này và kích thước của chúng lẫn cách thức vũ trụ phát triển theo thời gian. Đáng chú ý, tất cả điều này đều khớp với nhau một cách hoàn hảo trong khuôn khổ thuyết Big Bang và thuyết tương đối rộng. Khi phát hiện khoảng cách đo được từ trái đất đến một thiên hà thay đổi liên tục, chúng ta kết luận các thiên hà không phải đang tăng tốc ra xa khỏi loài người, mà chính kết cấu của không gian đang mở rộng. Từ đó, suy ra được vũ trụ không chỉ đang mở rộng mà còn dần nguội lại, vì các bước sóng ánh sáng bị kéo giãn ra ngày càng dài, mang ít năng lượng hơn. Chúng ta cũng tìm được loại ánh sáng còn sót lại có các thuộc tính đặc trưng từ thời xa xưa nhất, chính là vì sóng nền vũ trụ. Bức xạ điện từ được sinh ra từ thời kỳ sơ khai của vũ trụ, khoảng 380.000 năm sau Big Bang. Ta biết được mạng lưới phát triển cấu trúc vũ trụ và những vật chất có mặt sớm nhất hoàn toàn không có nguyên tố nặng do ánh sáng phát ra từ thời sơ khai có quang phổ đặc thù của chất khí. Tất cả những suy luận này và rất nhiều điều nữa đã được xác thực bằng học thuyết Big Bang. Học thuyết Big Bang là bước đột phá lớn trong công cuộc khám phá vũ trụ của loài người. Song, với sự phát triển của khoa học công nghệ và máy móc hiện đại, học thuyết này cũng bộc lộ điểm bất hợp lý của một số tiên đoán trong lý thuyết cũ với những gì mà chúng ta quan sát được. Đầu tiên, vũ trụ sẽ mở rộng quá nhanh tới mức không có vật chất hoặc sụp đổ gần như ngay lập tức. Cũng không bao giờ hình thành ngôi sao hay thiên hà, trừ khi tốc độ mở rộng và mật độ năng lượng ban đầu được cân bằng một cách hoàn hảo. Thứ hai, vũ trụ sẽ có nhiệt độ khác nhau theo các hướng khác nhau vì không phải nơi nào cũng có mật độ năng lượng và vật chất như nhau. Nhưng các quan sát thực tế cho thấy vũ trụ có cùng nhiệt độ ở mọi nơi. Cuối cùng, vũ trụ sẽ chứa đầy những di vật năng lượng cao chưa từng được phát hiện. Tuy nhiên, đến nay chúng ta vẫn chưa thấy được. Để giải quyết những vấn đề này, lý thuyết vũ trụ phình to Theory of Cosmic Inflation đã ra đời. Học thuyết này đưa ra 6 dự đoán khác cho những gì chúng ta sẽ thấy trong vũ trụ, mà sóng hấp dẫn là một trong số đó. Các sóng này được giới khoa học chứng minh thành công gần đây, cho thấy học thuyết vũ trụ phình to là có cơ sở. Chúng ta không thể biết hết về vũ trụ. Song từ những lý thuyết được xây dựng theo thời gian, ta đã có thể nhìn vào vũ trụ xung quanh, sử dụng các bằng chứng có sẵn để xây dựng học thuyết Big Bang. Những vấn đề chưa được giải đáp cùng các câu đố khó giải thích được về Big Bang đã mở đường cho chúng ta phát triển học thuyết vũ trụ phình to, từ đó gợi mở những thắc mắc, sau đó đưa ra dự đoán mới bằng những kết quả có thể quan sát. Tuy vẫn còn nhiều vấn đề chưa sáng tỏ, nhưng tất cả những điều đó đã là ví dụ ngoạn mục về những gì mà khoa học có thể làm được.